Trước đó, nhằm bảo vệ tài sản cũng như an toàn cho người dân khỏi áp thấp nhiệt đới, Ban Quản lý cầu phao xã Triều Độ đã tiến hành tháo dỡ cây cầu. Đến nay, tình hình thời tiết đã ổn định nên tổ hợp tác xã đã huy động nhân lực, vật lực cùng với tàu thuyền neo đậu, phối hợp khẩn trương lắp đặt lại cây cầu. Từ đó đảm bảo giao thông đi lại kịp thời cho người dân tại địa phương. Ở trong những ngày qua thì do mưa gió và nước lớn cho nên cầu ngưng hoạt động, thì tạo cái điều kiện bà con đi ở Đông Hà lên tiếp xúc ở trên kia về thì rất là khó khăn. Thì bây giờ thông cầu rồi thì thấy như vậy là rất là tốt, bà con đi lại rất là thuận tiện. Do cái điều kiện mưa lũ là hắn đảm bảo đi lại cho bà con nguy hiểm đến tính mạng, và con em đi học là rất nguy hiểm đến tính mạng, nên tổ của pháo phải theo dõi và cắt cầu, và sau thời gian cảm thấy đảm bảo thì cô tôi phải kéo lại, mà ngày hôm nay là chính thức là kéo lại và cho bà con thông là sẽ đi qua lại cho học sinh đi học và bà con lưu thương buôn bán ở chợ Đông Hà qua lại thuận tiện. Năm 2002, người dân tại xã Triều Độ đã đóng góp kinh phí xây dựng cầu phao Triều Độ bắc qua sông Thạch Hãn. Cây cầu có chiều dài 185m, rộng khoảng 2,5m, đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và phục vụ việc vận chuyển hàng hóa, giao thương hàng hóa.